Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Huyền sẽ cho biết được là Omega CD của ACD nó tốt như thế nào. Trên tay Huyền cầm đây là Omega CD, đây là Omega của ACD. Huyền đã đổ từ cái nọ này ra của ACD, và đây là Omega mà trên thị trường bán, trên ở ngoài siêu thị hay là hiệu thuốc, nó rất là to và đen, và mùi rất là kinh. Nhưng của Omega của Sunny thì không có mùi gì. Vậy thì công dụng của hai Omega nó khác nhau như thế nào? Thì Huyền sẽ thử cho các sếp xem để cho công bằng. Huyền sẽ cắt của công ty khác xem như thế nào. Nếu mà của công ty khác mà nó ăn cái mòn xốp này ấy, là công ty nào mà ăn mòn xốp này thì chứng tỏ Omega đấy nó sẽ tốt hơn. Do là của công ty khác thì mình rất là tanh nên mình phải đeo khẩu trang vào. Và Huyền sẽ cắt trong cái vùng tròn này ha. Vâng, đây dầu cá mà Huyền cắt ở đây ha, để xem là có ăn mòn không. Và Huyền sẽ cắt của Ashley thì Huyền không cần đeo găng tay nữa. Huyền sẽ cắt của Ashley xem là bên nào sẽ ăn mòn nhiều nhanh hơn nha. Và bắt ra không có màu gì luôn của Omega của Ashley đúng không ạ? Bên này chưa còn thấm luôn. Huyền cho hai viên luôn ha. Trời. Nó sẽ bên này cho luôn hai viên luôn. Lượng rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà chưa hề thấy thấm gì cả. Nhưng của Omega của Sunny thì bắt đầu thấm rồi các sếp ạ. Vâng, các sếp có thể là nhìn thấy được để cái chữ ở đây bắt đầu nó bị mờ đi. Nhưng ở đây thì sao? Chưa có cái gì cả. Huyền sẽ bỏ ra và Huyền nhân tấm xốp lên để cho mọi người thấy rõ hơn nha. Bên này đã bắt đầu ăn mòn rất là nhiều rồi. Có thể là cái này là phải dùng, không thì nó tanh lắm. Cắt ra thôi mà nó cũng rất là tanh. Ui chết rồi, nó ra tay mình hết rồi. Và đây mình sẽ nhân lên, sau đó ăn mòn nào. Của bên khác thì sao, nó không hề có gì ăn mòn cả. Nhưng mọi người thấy không, của bên Ashley là đã bắt đầu ăn mòn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nhìn rõ không ạ? Của bên khác thì không hề luôn. Nhìn thấy rõ không? Xốp đang bị ăn mòn rất là nhiều luôn. Và chữ Omega 3 bị mờ đi rất là nhiều. Còn bên này thì sao ạ? Bên này thì vẫn còn nguyên à? Không có bị có sự ăn mòn gì cả. Cô Huyền sẽ để khoảng 5 phút sau để xem kết quả như nào nhé. Chưa đầy 1 phút mà của Omega 3 của Ashley nó đã thấm sâu như thế này rồi, đã mòn thấm sâu rồi. Còn đây thì sao ạ? Không có một chút gì luôn. Cái này là Huyền mua ở trên siêu thị Huyền Naudi hả? Naudi mà sao ở đây cũng nguyên không à? Thế nhưng mà của bên Omega của Ashley thì sao ạ? Ăn mòn rất là sâu vào bên trong rồi ạ. Mọi người nhìn thấy rõ không ạ?